À vâng, Xúc K2 xin chào bác nhá. Thì hôm nay em tiếp tục em test nhanh muốn bơm tát chơi gửi cho một bác khách ở Bình Thuận. Bác có đặt em cái mẫu bơm hệ năng lượng mặt trời hệ 4860V. Công suất là 750W. Con này là họng hút 76 ra 76 nhá. Con này lưu lượng rất là lớn rồi. Thì bác có nhu cầu là bơm tưới béc thì bác có một cái hồ và bác muốn dẫn đi tưới béc trong vườn của bác thì địa hình của bác là đất đường bằng. Đấy, thì là hiện tại bác đang dùng như mô tả bác đang dùng con D18 để kéo con Văn Thể 6. Nhưng mà Văn Thể 6 nó thuộc dạng bơm áp rồi, bơm áp mà bác tưới đường bằng như thế nó không hiệu quả. Đấy, nó hao bơm mà nó không hiệu quả. Thì em có tư vấn bác là nên dùng các loại bơm lưu lượng thì là sẽ đẩy béc đường bằng sẽ được tối ưu hơn. Thì đây, thì bác có đặt em cái mẫu bơm tát này. Đây em quay gần hơn cho bác xem này. Đấy, thì mẫu bơm tát này bên em làm rất là nhiều rồi. Đấy, cũng như là quay test test lực nước và lưu lượng nước của những ngày con này rất là nhiều rồi. Thì hôm nay em chỉ quay nhanh để chơi gửi cho bác khách của em. Đấy, cũng như là giới thiệu qua lại một lần nữa cho bác nào nhu cầu tìm hiểu và tham khảo về cái mẫu bơm tát năng lượng mặt trời này thì nắm được sơ qua về thông số. Thì dòng bơm tát này, này thì là lưu lượng nó rất là lớn. Nhưng mà cái này thì chỉ là hút hút nông này, hút tầm khoảng 2 đến 4 mét đổ lại thôi. Còn đẩy cao nó chỉ đẩy được 2 đến 4 mét đổ lại thôi. Đấy, nhưng bù lại cái lưu lượng nước của nó thì lên đến từ từ 30 đến 50 khối một giờ, cực kỳ nhiều nước luôn. Đấy, thích hợp cho bác đẩy đường bằng và đẩy béc nhá. Đẩy béc đường bằng, béc loại áp thấp đấy thì dùng con này rất là lợi rồi. Ok, thì hôm nay em có chuẩn bị đây cũng đầu nối xong cái đường hút này, thì em cũng có bốn tấm pin này là 4 tấm 370W của em. Thì bác khách của em thì bác cũng đặt một bộ luôn, một bộ của bác là bác cũng đặt 4 tấm 450 đấy. Pin thì em giao cho bác trước rồi, còn bơm thì bên em phải làm thì mới có, vì đây là các mẫu đặt hàng đấy, bên em các mẫu này không có sẵn đấy, em làm theo đơn, tùy từng đơn thì bên em sẽ thiết kế cho là tối ưu nhất với các cái nhu cầu của các bác. Thế nên là hàng này không có sẵn nhá. Thì đây thì hôm nay em cũng làm xong cho bác đây. Thì cũng quay quay qua lại chơi gửi cho bác. Rồi ok, thì đây cũng thuộc về một cái mẫu bơm tự động cấp điện là chạy thôi. Đây bật máy nhá. Đây. Đấy, không biết bị hụt nước không? Rồi nó bị hụt nước rồi. Ở đây là em test nhanh nên là em đây em gá tạm này thôi, nên là để một lúc mà không chạy máy là nó sẽ bị hụt nước rồi. Ok, rồi bật máy lại nhá. Rồi máy nó chạy rồi đấy. Rồi đó bác nhìn không, cái lưu lượng nước của dòng bơm tát này cực kỳ nhiều rồi, bác nhìn này. Đó, rất là lớn nhá. Rồi em thử đo công suất của nó đang ăn là bao nhiêu watt đây. Hiện tại nắng cho em thì cũng không được tốt cho lắm, gọi là còn nắng thôi, nhưng nắng này nó không cao. 64V này. Dòng ăn 10A. Hiện tại là con này đang ăn khoảng 640W. Đó. Dòng ăn 10A và vôn là 64V nhá. Ăn 640W, nó chưa đủ công suất máy nhá. Nhưng mà bác nhìn này. Nước ra rất là khỏe. Đó. Thì video này em cũng chỉ quay nhanh để giới thiệu qua cho các bác, cũng như là quay lại cho các bác khách của em chưa nhận máy để xem được trước cái máy của mình. Đó. Máy cực khỏe luôn. Vâng, Xúc K2 xin cảm ơn các bác. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, Xúc K2 xin chào các bác.